Không chỉ gây sốt dữ dội tại quê nhà với doanh thu hơn 16,8 triệu đô trong ngày đầu công chiếu, giữ kỷ lục là phim ăn khách nhất xứ Kim Chi năm 2024, Quật Mộ Trùng Ma còn quậy đục nước phòng vé tại nước bạn khi đạt thành tích phim Hàn Quốc chạm mốc 1 triệu vé nhanh nhất mọi thời đại tại Việt Nam sau 6 ngày. Thế nhưng tác phẩm vẫn gây tranh cãi rất dữ dội về chất lượng kịch bản. Người này thì khen rằng phim 10 điểm không có nhưng. Mời đẹp! Người kia thì chửi phim gì mà khó hiểu quá, xem xong toàn phải đặt câu hỏi. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Nào là tại sao trùng cuối lại sợ bà của nữ chính, ý nghĩa của cuộc hội thoại vô nghĩa trong bệnh viện. Rồi thì vì sao trùng cuối lại chắp tay niệm Phật? Đừng lo, tất cả đều sẽ được giải đáp trong video tóm tắt và giải mã phim Quật Mộ Trùng Ma của Mesine. Phần giới thiệu của tôi đã xong, giờ là đến lượt của các bạn đấy. Giờ thì bấm nút đăng ký kênh và xem tiếp thôi. Let's go! Trước khi tiến hành giải mã các chi tiết, tôi sẽ tóm tắt xương xương cốt truyện phim một tí để các bạn dễ hình dung hơn. Và xin lưu ý, vì nội dung sắp tới sẽ tiết lộ toàn bộ phim, nên những ai chưa xem hãy nhanh chóng đặt vé để có những trải nghiệm tốt nhất với video nhé. Giờ thì cùng mình tóm tắt và giải mã nào. Mọi chuyện bắt đầu bằng việc hai vị pháp sư trẻ tuổi là Hoa Rim và Bông Gil được một gia đình họ Park giàu có nhờ cứu lấy đứa cháu trai duy nhất của dòng họ đang nằm viện ở Mỹ. Thông qua nghi thức tâm linh, hai pháp sư phát hiện căn bệnh kỳ lạ của đứa trẻ xuất phát từ ngôi mộ của một vị tổ tiên, vốn được chôn tại một vùng núi hẻo lánh gần biên giới hai miền Nam Bắc. Vì vậy, họ quyết định nhờ đến sự giúp sức của bộ đôi thầy phong thủy Sang Đắc và thợ khâm liệm Yong Gun để đào ngôi mộ lên. Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra dễ dàng như bao lần trừ tà quật mộ trước đó, nhưng không ngờ các sự việc bí hiểm lại lần lượt xảy ra, đe dọa đến tính mạng của bộ tứ quật mộ lẫn vận mệnh của vùng đất này. Tóm tắt đã xong, bây giờ sẽ là phần giải đáp top 10 các tình tiết hách não trong phim. 1. Gia đình họ Park bị tổ tiên báo thù. Ngay từ những giây phút đầu tiên, Akshuma đã tung ra hàng loạt những chi tiết khó hiểu, gây tò mò cho khán giả như ông nội là quan chức cấp cao, con cháu lại giàu có. Vậy mà khi chết, ông ta lại bị chôn ở một mảnh đất xấu khi có rất nhiều cáo xung quanh mộ phần. Vì tập tính của cáo là đào bới đất, nếu động phải mộ nghĩa là đang mạo phạm. Do đó, Sang Đắc đã nói rằng gặp cáo ở mộ phần chính là một điềm gở và chẳng có ai lại đặt mộ ở một nơi như thế này. Ngoài việc bị chôn ở mảnh đất xấu, nhân vật ông nội sau khi chết cũng bị con cháu bỏ bê thông qua việc họ để mộ của ông nằm trơ trọi ở một ngọn đồi vắng vẻ, bia cũng không được khắc tên hay là tuổi. Chẳng những thế, họ còn yêu cầu khi đào được mộ lên thì phải thiêu ngay chứ không được mở nắp. Có thể thấy, gia đình họ Park dường như luôn cố giấu giếm một điều gì đó, không muốn cho team thầy Pháp biết. Lý do cho việc này xuất phát từ quá khứ không mấy tốt đẹp của nhà họ Park. Theo đó, nhà họ Park chính là hậu duệ của những người Hàn Quốc quay lưng với Tổ quốc, phục vụ cho đế quốc Nhật Bản ở thời kỳ thuộc địa để đổi lấy quyền lực và tiền tài. Theo quan điểm của người Á Đông, bán nước cầu vinh là một trọng tội. Vì thế, nhà họ Park đã tìm mọi cách để che giấu quá khứ ô nhục của tổ tiên như đi định cư ở Mỹ, giấu danh tính của mộ phần hay đào mộ lên phải thiêu ngay. Chứng kiến bản thân phải chịu đói chịu khát trong cỗ quan tài mấy chục năm không thể siêu thoát, còn con cháu thì ăn sung mặc sướng, dựa trên tiền bán nước của tổ tiên, nhân vật ông nội khi thoát phong ấn đã tìm giết hết tất cả đám con cháu vô ơn. Hình phạt này đặc biệt hướng đến con trai, con dâu, cháu trai và cháu dâu, aka những đối tượng chịu trách nhiệm cúng bái tổ tiên theo quan điểm của người Á Đông. Do đó ta sẽ thấy nhân vật bà cô hoàn toàn không bị gì trong quá trình cha bà báo thù. 2. Con cáo cắn đứt eo con hổ. Trong văn hóa Triều Tiên, con hổ chính là biểu tượng thể hiện bản sắc dân tộc mạnh mẽ nhất. Ngoài ra, hình dạng của bán đảo Triều Tiên trên bản đồ cũng hay được ví với hình ảnh của một con hổ. Còn ở phía Nhật Bản, họ được so sánh với loài cáo, một con vật linh thiêng, sở hữu sức mạnh to lớn và khả năng sống lâu. Trên bia mộ của nhân vật ông nội có ghi một con số, đó là 38,3417 độ Vĩ Bắc và 128,3289 độ Kinh Đông. Đây là nơi chia cắt hai miền Triều Tiên và cũng chính là vùng eo của con hổ mà tôi đã nói ở trên. Câu thoại con cáo cắn đứt eo con hổ ám chỉ về một giai thoại cho rằng người Nhật năm xưa đã đóng cọc sắt vào những nơi được cho là huyết mạch của bán đảo Triều Tiên để làm suy yếu vận khí của đất nước này, khiến họ mãi mãi không giành được độc lập. Ngoài ra, do Seoul là một nơi được thiết kế phù hợp với phong thủy của tứ phương thần, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước, nên người Nhật trong thời kỳ đô hộ cũng đã cố gắng chiếm lĩnh thành phố Seoul thông qua phong thủy như phá bỏ Hưng Lễ Môn của Cảnh Phúc Cung, thay bằng phủ tổng đốc Joseon, xây dựng đền thờ thần đạo Triều Tiên trên núi Nam San, hay đóng cọc trên các đỉnh núi Inwang và Naksan. 3. Hai chiếc quan tài chồng lên nhau.
Dựa theo tạo hình và lời thoại, tên ác linh Oni vốn xuất thân là một samurai được chủ nhân giao làm nhiệm vụ tại bán đảo Triều Tiên trong cuộc chiến tranh Nhâm Thìn. Vì vậy, hắn thường xuyên tự nhận vùng đất này thuộc về mình. Sau khi Nhật Bản thua cuộc, Oni đã bị gã pháp sư Gisune biến thành một chiếc cọc trấn yểm Triều Tiên bằng cách làm nghi lễ đưa thanh kiếm đã được nung nóng vào người hắn, sau đó chôn dựng đứng ở dưới đất. Tiếp đến, Gisune đã lừa gia đình họ Park, đây là một mảnh đất tốt để chôn ông nội của họ với mục đích che giấu chiếc cọc. Nhóm đào mộ năm xưa thực chất là những nhà cách mạng yêu nước muốn tìm chiếc cọc, nhưng vì chỉ là nhân vật phụ nên họ chỉ đào thấy mộ của ông Park mà không biết còn một quan tài khác nằm ở phía bên dưới. Chi tiết này phản ánh một điều rằng những kẻ phản quốc dù có trung thành với đế quốc Nhật Bản đến đâu thì với người Nhật họ cũng chỉ là những con chốt thí mà thôi. 4. Con rắn đầu người. Trong quá trình khai quật, một con rắn mang đầu người phụ nữ xuất hiện gần quan tài. Vì quá hoảng sợ, một người tuổi hợi được thuê đào mộ đã giết chết nó để rồi nhận lấy lời nguyền, chịu ám ảnh không ngừng. Theo văn hóa Nhật Bản, con rắn đầu người này thuộc một giống yêu quái tên là Nureona. Ở đây, Nureona được xem là thuộc hạ của Oni, có vai trò quan sát giúp chủ nhân. Vì thế, khi mộ chủ nhân bị động chạm, Nureona đã xuất hiện. Tuy nhiên, vì rắn sợ lợn chứ không phải ngược lại, nên người đào mộ chỉ bị nó nguyền rủa chứ không bị giết chết. 5. Câu hỏi của ác linh với Hoa Rim. Trong lần đối mặt đầu tiên với Oni, Hoa Rim đã bị tên trùm cuối tra hỏi rằng cô có mang dưa và cá hương đến cho hắn như lời dặn hay không. Chi tiết này được lấy nguồn cảm hứng từ trận Sekigahara, trận đánh lớn nhất lịch sử Nhật Bản thời chiến quốc giữa hai phe. Một phe ủng hộ con trai của cố lãnh chúa Toyotomi Hideyoshi là Toyotomi Hideyori lên nắm quyền, gọi là Tây quân. Còn phe kia thì ủng hộ Tokugawa Ieyasu, lãnh chúa mạnh nhất thời bấy giờ, gọi là Đông quân. Trong đó, cá hương là biểu tượng của Tây quân, còn dưa là biểu tượng của Đông quân. Hoa Rim biết Oni vốn là tướng của phe Tây quân nên đã trả lời đúng là cá hương. Do đây cũng là lực lượng chính tham gia cuộc chiến tranh Nhâm Thìn với sự lãnh đạo của cố lãnh chúa Toyotomi Hideyoshi. Tuy nhiên, vì Oni sau đó đã phát hiện ra cô chỉ là một con người bình thường nên đã quyết định truy sát. Lúc này, Bông Gyu đã lao lên đỡ đòn cho Hoa Rim và bị hắn móc lấy lá gan. Nhưng khi chuẩn bị tiến về phía Hoa Rim, Oni đã bỏ đi khi phát hiện mình đang ở trong một ngôi chùa và nghe thấy tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng. Tình tiết này có thể lý giải là vì những ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa Nhật Bản. Có thể thấy, dù là vong, nhưng Oni vẫn một lòng tôn kính Phật giáo thông qua việc né những hình xăm kinh Phật lúc móc gan của Bông Gyu. Đợi vị sư thầy ra khỏi khu vực chùa rồi mới giết, hay ngỏ ý mời sang đắc làm thuộc hạ khi thấy mặt ông xăm kinh Phật. 6. Trò chơi yêu tinh của ba nữ pháp sư. Khi ở trong bệnh viện, ba nữ pháp sư Hoa Rim, Quang Shim và Hija đã giả vờ nói thứ kỳ lạ, không liên quan, cố ý nói về nỗi sợ của bản thân để đánh lừa thực thể tà ác trong người Bông Gyu nói ra nỗi sợ nhất của nó. Đây chính là trò chơi yêu tinh trong truyền thuyết dân gian của Hàn Quốc. Với văn hóa Hàn Quốc, Dokebi hay yêu tinh là một loài vật nghịch ngợm hay đi chọc phá người khác. Chuyện kể rằng, năm xưa có một ông lão tốt bụng đã mời yêu tinh vào nhà mình chơi và kết bạn với nó. Cho đến một ngày, ông nhận ra rằng do chơi với yêu tinh nhiều quá nên ông đã ngày càng giống nó. Lo sợ mình sẽ trở thành yêu tinh, ông lão đã mời nó đến nhà rồi hỏi ngươi sợ gì nhất. Yêu tinh trả lời, ta sợ nhất là máu, còn ngươi thì sao? Ông lão giả vờ sợ hãi rồi đáp, ta sợ nhất là tiền, vì vậy ta mới sống ở trên núi một mình. Ngày hôm sau, ông lão giết một con bò rồi lấy máu đổ khắp nhà. Thấy vậy, yêu tinh rất tức giận. Nó quyết định chạy đi và nói rằng, ngô sẽ báo chủ hãy để đấy yêu bakashi. Hôm sau, yêu tinh quay lại, ném một bao tiền vào nhà ông lão và không bao giờ được nhìn thấy nữa. Mặc dù Oni và yêu tinh có quốc tịch khác nhau, nhưng chúng đều có chung một nguồn gốc là sự biến đổi của một đồ vật vô tri vô giác, chứ không phải là linh hồn của người chết. Ở đây, Oni chính là chiếc cọc sắt, do đó trò chơi yêu tinh của Hàn Quốc vẫn hoạt động hiệu quả với thực thể tâm linh đến từ xứ Phù Tam. 7. Ác linh đánh không lại bà của Hoa Rim. Như chúng ta đã biết, ác linh Oni là một thứ vô cùng đáng sợ vì nó không hẳn là linh hồn. Linh hồn không có thể xác hay ý chí, do đó linh hồn không thể nào mạnh bằng con người được. Còn ác linh Oni thì có một thân xác khổng lồ, thể hiện qua việc ta có thể thấy bóng nó in trên mặt đất. Nhưng song song đó, nó vẫn tồn tại như một linh hồn. Do được báo trước từ đầu là rất mạnh, nên khi bà của Hoa Rim đụng độ với Oni, khán giả đã không hiểu vì sao hắn lại bỏ đi. Rốt cuộc bà của Hoa Rim là ai mà khiến cho ác linh Nhật Bản cũng phải chạy mất dép? Thật ra, bà của Hoa Rim trong phim không phải là bà ruột của cô, mà chính là vị thần bà Hameoni trong tín ngưỡng Shaman giáo, vị thần bảo hộ đã chọn Hoa Rim làm pháp sư. Vì là một vị thần nên bà đã không bị ác linh Oni làm tổn hại. 8. Cú đánh kết liễu của thầy Sang Đắc. Ở trận chiến cuối cùng, thầy phong thủy Sang Đắc đã áp dụng kiến thức về âm dương ngũ hành của mình để tiêu diệt tên ác linh.
Dựa theo các quy luật tương sinh tương khắc và vật lý, ta có thể thấy rằng Oni chỉ là một thanh sắt đã được nung nóng, nên thanh gỗ ướt máu của Sang Đắc sẽ trở thành một món vũ khí tối thượng giúp tiêu diệt hắn, do hỏa vốn khắc kim, còn thủy lại sinh mộc. Hơn nữa, thanh gỗ bị ướt cũng rất khó cháy. Bên cạnh đó, hình ảnh Sang Đắc hạ gục Oni bằng thanh gỗ khắc tên các thành viên trong liên minh máu sắt cũng cài cắm nhiều thông điệp về lịch sử và chính trị. Ở một cảnh phim, ta sẽ thấy phía sau của bức ảnh liên minh máu sắt có viết một dòng chữ rằng: đất đai của chúng tôi, đồng chí của chúng ta. Từ đó ta có thể đoán liên minh này chính là những người Triều Tiên sống ở khu vực phía Bắc. Nói cách khác, cuốc gỗ của nhóm cách mạng và máu của thầy Sang Đắc chính là biểu tượng cho lòng yêu tổ quốc, cùng với tinh thần kháng chiến chống Nhật Bản của toàn bộ người dân tại bán đảo Triều Tiên. 9. Đám cưới ở cuối phim. Ekhuma chọn kết phim bằng lễ kết hôn của con gái thầy phong thủy Kim Sang Đắc với sự góp mặt của đầy đủ nhóm quật mộ. Có thể thấy, dù quá khứ đau thương đã đi qua, một khởi đầu mới tốt đẹp hơn đã đến, nhưng những ký ức về cuộc chiến vẫn sẽ luôn là một vết sẹo trong lòng mỗi người, ám ảnh họ không nguôi. Như Harim vẫn nhìn thấy hắn hay thầy Sang Đắc luôn gặp ảo giác về vết thương đang rỉ máu ở bụng. Bên cạnh đó, bộ phim cũng ám chỉ rằng rút được cọc sắt không có nghĩa là vết thương của vùng đất này đã được chữa lành, vì ta thực sự không biết chính xác số lượng cọc sắt được cắm tại đây là bao nhiêu. Trên thực tế, đây vốn là sự kiện có thật đã được đạo diễn Jang Jae-hoon rút gọn và phóng tác thành phim. Cụ thể, vào năm 1995, các trang báo Hàn Quốc đã đưa tin về việc nhổ những chiếc cọc sắt tại các đỉnh núi chạy dọc dãy Baekdudaegan, hay còn được biết đến là xương sống của bán đảo Triều Tiên. Sau khi biết chuyện, phía Hàn Quốc đã mời các thầy cúng đến làm lễ và nhổ đi toàn bộ cọc sắt, nhưng còn phía Triều Tiên đã nhổ hết hay chưa thì không ai biết. 10. Những nhân vật lịch sử có thật. Không chỉ là bức tranh điện ảnh nhuốm màu văn hóa tôn giáo, quật mộ trùng ma còn là câu chuyện về lịch sử và con người Hàn Quốc với các nhân vật mang tên của những nhà hoạt động kháng Nhật nổi tiếng của bán đảo Triều Tiên. Kim Sang Đắc, một cựu chính trị gia đứng đầu Ủy ban điều tra đặc biệt về hành vi phản quốc thân Nhật. Lee Hwa-rim, nhà hoạt động vì độc lập của Hàn Quốc trong thời kỳ kháng Nhật. Yoon Bong-gil, thanh niên yêu nước đã ném bom công viên Hồng Khẩu của thành phố Thượng Hải, góp phần đánh một đòn chí mạng vào quan chức đầu não của đế quốc Nhật. Cô Jong-gun, một vị quan cuối triều đại Joseon kiêm nhà trí thức chống Nhật. Bên cạnh dàn nhân vật chính, các nhân vật phụ và phản diện cũng phần nào được dựa theo hình mẫu lịch sử có thật ngoài đời, như nhân vật ông nội dựa theo cựu thủ tướng Triều Tiên Lee Kwang-yong, một gương mặt vàng trong làng bán nước. Ngoài đời, kết cục của Lee Kwang-yong cũng khá tương tự như vị tổ tiên của nhà họ Park khi hậu duệ của lão đều chọn di cư sang nước ngoài. Ngôi mộ của lão sau này cũng bị chắt chai là Lee Seok-hyung khai quật. Pháp sư Gisune, tên thật là Murayama Junji. Cái tên này gần giống với tên của một nhà dân tộc học Nhật Bản là Murayama Jijun trong thời kỳ Triều Tiên bị đế quốc Nhật đô hộ. Dưới sự ủy thác của nhà nước thuộc địa, Jijun đã nghiên cứu bán đảo Triều Tiên rất kỹ và xuất bản những cuốn sách về phong thủy của vùng đất này. Ác linh Oni thì có phần giống với thuộc hạ thân tín của lãnh chúa Hideyoshi Toyotomi là Kato Kiyomasa. Ông này là một samurai theo đạo Phật và cũng được người đời xưng tụng là chiến thần do sở hữu tính cách tàn bạo, yêu thích chém giết, phản ánh qua việc tiêu khiển bằng trò cầm thương san hô khi ở Triều Tiên hay sẵn sàng hạ lệnh tàn sát hết những người theo đạo Thiên Chúa, bao gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ. Và vừa rồi là những tình tiết hách não trong tác phẩm Quật Mộ Trùng Ma kèm nội dung giải mã của Messine. Các bro có ý kiến nào khác nữa không? Hãy comment phía bên dưới cho tôi biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye!